bạn đánh giá mấy phiên dịch này như thế nào? Bewerten Sie diesen Übersetzer? Es funktioniert sehr gut. Wir können uns gut unterhalten. Ich habe alles verstanden. Ich hoffe, du hast auch alles verstanden. Ich denke aber schon, also sehr gut. Nó hoạt động, chúng ta có thể nói chuyện rất tốt, tôi hiểu tất cả. Tôi hy vọng bạn cũng hiểu mọi thứ, nhưng tôi đã suy nghĩ rất tốt. Kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với máy thông dịch Atok. Trên tay Đào đang là máy thông dịch Atok Lite Cộng, là dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới hiện nay. Có khả năng dịch nhanh và chính xác lên đến 137 ngôn ngữ trong 0,2 giây. Đặc biệt, Atok Lite Cộng còn có khả năng dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Atok Lite Cộng có đến 6 tính năng dịch, đó là dịch giọng nói, dịch ngoại tuyến tiếng Việt không cần kết nối mạng, dịch hình ảnh, dịch ghi âm, dịch văn bản và dịch hội nhóm. Hiện tại, máy thông dịch Atok có 2 chi nhánh để khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Atok chi nhánh Hồ Chí Minh tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Atok chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 245 Khâm Thiên, phường Thổ Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bây giờ, quý khách hàng hãy cùng Đào di chuyển đến quận nhất để xem máy thông dịch Atok Lite Cộng dịch nhanh và chính xác đến mức nào nhé. Đi thôi. Bạn đến từ đâu? Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Tôi đến từ Đức. Tại sao bạn chọn Việt Nam là đất nước để đi du lịch? Warum Vietnam als Reiseland wählen? Ich denke, in Vietnam ist es sehr schön. Es gab ein paar Sachen, die ich hier anschauen wollte und es ist relativ günstig hier. Tôi nghĩ nó đẹp. Tôi muốn xem vài thứ ở đây và nó rẻ hơn ở đây. Bạn đã thử món ăn đặc sản nào của Việt Nam chưa? Haben Sie vietnamesische Spezialitäten probiert? Ja, ich denke, in Hoi An habe ich Cao Lau probiert und Egg Coffee habe ich probiert und ich denke sehr viel lokales Seafood. Bạn thích món ăn nào nhất ở Việt Nam? Welches Gericht in Vietnam magst du am liebsten? Ich denke, Pho schmeckt hier sehr gut und ich glaube, es hieß Bun Cha. Das hat mir auch sehr gut geschmeckt. Bạn đến đây du lịch trong bao lâu? Wie lange reist du hierher? Meinst du die Reisezeit von Deutschland oder wie lange ich hier unterwegs bin? Ý anh là thời gian từ Đức về hay tôi sẽ ở lại đây bao lâu? Anh sẽ du lịch ở Việt Nam trong bao lâu? Wie lange wirst du in Vietnam reisen? Für insgesamt 3,5 Wochen. Tổng cộng 3 tuần rưỡi. Anh đến đây một mình hay cùng gia đình? Bist du allein oder mit deiner Familie gekommen? Nein, ich bin hier alleine unterwegs. Không, tôi ở đây một mình. Anh có dự định ở đây công tác luôn không? Planen Sie auch hier zu arbeiten? Das habe ich bisher nicht geplant. Nein. Tôi chưa có ý định làm việc này. Không có. Bạn thú vị điều gì nhất ở Việt Nam? Was war das interessanteste an dir in Vietnam? Ich denke, es war sehr interessant mit dem Roller, mit dem Motorrad hier herumzufahren und der Verkehr. Das war sehr spannend und sehr anders als in Deutschland. Tôi nghĩ rằng nó rất thú vị để đi xe tay ga với mô tô, xe máy và giao thông. Đó là rất thú vị và rất khác nhau ở Đức. Bạn thấy con người Việt Nam như thế nào? Was halten Sie von den Vietnamesen? Ich denke, alle, die ich bisher getroffen habe, waren sehr freundlich, sehr offen und sehr nett und haben mir immer geholfen. Nur gerade eben die Schuhputzer waren etwas aufdringlich. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người tôi gặp từ trước đến nay đều rất thân thiện, rất cởi mở, rất thân thiện, luôn giúp đỡ tôi. Chỉ có nhiều người vừa đánh giày hơi làm tôi phiền lòng.
sorry. Bạn đánh giá mấy phiên dịch này như thế nào? Wie bewerten Sie diesen Übersetzer? Es funktioniert sehr gut. Wir können uns gut unterhalten. Ich habe alles verstanden. Ich hoffe, du hast auch alles verstanden. Ich denke aber schon. Also sehr gut. Nó hoạt động, chúng ta có thể nói chuyện rất tốt, tôi hiểu tất cả. Tôi hy vọng bạn cũng hiểu mọi thứ, nhưng tôi đã suy nghĩ rất tốt. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Chúc bạn có một chuyến du lịch thật vui vẻ ở Việt Nam. Vielen Dank für Ihre Hilfe und ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise in Vietnam. Dankeschön, kein Problem. Cảm ơn, tốt, không vấn đề gì. Tôi có một món quà muốn tặng bạn, hy vọng bạn sẽ thích nó. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Thank you, dankeschön. Như quý khách có thể thấy, chỉ cần cầm trên tay chiếc máy thông dịch iPod lên cầm là quý khách đã có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới mà không cần quan tâm đến Internet. iTalklet Cộng không hổ danh là dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới, với khả năng dịch giọng nói hai chiều lên đến 137 ngôn ngữ chỉ trong 0.2 giây và dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Nếu quý khách còn câu hỏi hay thắc mắc nào khác cần được giải đáp, quý khách vui lòng truy cập vào website máythongdịch.com hoặc liên hệ số hotline 0938 335 696 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp. Quý khách có thể ghé trực tiếp văn phòng công ty máy thông dịch iTalk ở Hồ Chí Minh và Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp các dòng máy thông dịch iTalk chính hãng. iTalk chi nhánh Hồ Chí Minh tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. iTalk chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 245 Khâm Thiên, phường Thổ Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành cùng máy thông dịch iTalk. Hẹn gặp lại quý khách ở các video tiếp theo.